Có ai thắc mắc đồ ăn ở trên máy bay thì sẽ được phục vụ như thế nào không? Giờ thì không cần phải thắc mắc nữa, bởi vì ở Boot Flying Chef đã có bán đầy đủ các món mà ở trên máy bay có luôn á. Dành cho bạn nào chưa biết, Boot Flying Chef thuộc công ty cung cấp thức ăn dành cho Vietnam Airlines. Menu chủ yếu thì là bánh ngọt nhiều hơn so với bánh mặn. Vietnam Airlines thì nổi tiếng là trà sữa trên không, cho nên là Lu đến đây thì cũng đã mua 2 ly mang về coi sao. Ngoài ra thì Lu có gọi thêm một phần salad gà với xoài nhiệt đới. À còn có bánh mì bơ tỏi trên hạng thương gia nữa nè. Giá thì khá hợp lý, 30.000 cho 10 lát. Nhìn chung thì các món ở đây cũng không quá đặc sắc. Giá thì Lu thấy là khá là ổn, không quá mắc cũng không quá rẻ. Tổng bill của Lu thì khoảng 500 mấy, gần 600.000. Nói chung là nên thử trà sữa, bánh mì bơ tỏi với lại mì ý bò bằm, khá là ok á. Còn mấy món khác thấy bình thường. Để Lu hướng dẫn cho các bạn cách để đi vô đây nha. Từ ga nội địa hướng đi ra khỏi sân bay thì các bạn sẽ nhìn bên tay phải sẽ có nguyên một cái bảng màu xanh để là VICS kèm với một bảng là Flying Chef, thì nhìn qua sẽ có nguyên một cái bút màu xanh luôn là chỗ đó đó. Khi nào mà hết giãn cách rồi thì các bạn hãy ghé đây mua thử nha.